Ơi, hôm nay mình sẽ có chúng ta gặp một bé khóc sắp đực nè, dễ thương lắm, dễ thương lắm nha. Đó 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 đó, đó. Dễ thương chưa? Em mới chuẩn bị cắt tỉa lông cho đẹp trai, dễ thương lắm nha. Mình miếng ơi, trời giỏi ghê chưa, trời giỏi quá, chắc chót giỏi không mọi người? Gọi cho em ấy một tim nha. Đến nhà con trai. Con sắp rất là đẹp nha mọi người. Lông dày. Mọi người lưu ý là mình không có bán con chó này nha. Mình chỉ nhận cắt lông thôi, cắt tỉa lông cho đẹp thôi. Vừa mới được sấy tóc xong này, em làm chuẩn bị cắt lông này rồi em đẹp trai hơn và em đi chơi Noel. Con hiểu miếng ấy, con trai mệt quá rồi, không biết trời giỏi chưa. Con trai giỏi dữ ơi, trời ơi, trời giỏi dữ, trời chết 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 trời ơi, con trai nhỏ giỏi dữ bay. Dễ thương mọi người, dễ thương quá, con sóc bé đẹp luôn nha. Chào các bạn, và đây là thành quả này, bé phóc sóc là được cắt lông, mọi người nhận xét nha. Em ơi, nó thay đổi gì so với ban đầu mọi người? Đó, dễ thương không nè, làm đẹp hơn nhiều nha. Nên bạn nào có nhu cầu cắt tỉa lông cho mèo thì liên hệ bên mình nha. Em ơi, nhìn nó trên thịt quá, dễ thương không mọi người? Dễ thương hơn rất là nhiều luôn. Trời, dễ thương quá à. Do buổi tối nên màu tông màu của bé không có rõ đẹp nha. Dễ thương quá. Đã, em ơi đang ngóng trông chủ chờ tới đón á. Chuỗi máy sắp tới rồi đó, mọi người ai có nhu cầu nguyên cúc tỉa lông các em ấy thì liên hệ với mình nha. Bye.